안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại cùng nhau luyện đọc tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 bài số 9 Hugh Yilin các bạn nhé. Ở đây mình đang mở đến trang số 189. Cái bài đọc của chúng ta ở đây. Phần luyện đọc A, Ilko Bobsta. Hãy đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Ở đây mình có 3 đoạn văn đúng không ạ? Của Kim Min Chun, Hương và Phung. Phung ở đây các bạn có thể dịch là Phùng. Phùng ha. Rồi. Mình đọc bài của Kim Min Chun trước và chúng ta sẽ ghi chú lại những cái ý chính. Chu So Kun. Nói đó nha. 추석은 한국의 큰 명절입니다. 추석은 한국의 큰 명절입니다. Đọc nối đó. Đọc nối là khó đúng không? 추석은 nối này, 한국의 큰 명절입니다. Đấy, đọc nối đó, ha. 추석 là Trung thu, ha. Hàn Quốc kể khinh miền chơi là gì ạ? Cái kỳ nghỉ, cái lễ miền chơi là ngày nghỉ lớn của Hàn Quốc. Miền chơi là cái ngày nghỉ lễ lớn của Hàn Quốc. Thường là những cái ngày nghỉ này á, thì thường là họ sẽ được nghỉ 3 ngày ha. Thường là nghỉ là 3 4 ngày trở lên tùy theo cái lịch của họ. Ví dụ như có những ngày mà trúng vào thứ bảy chủ nhật rồi nữa thì họ sẽ được nghỉ thêm chẳng hạn ha. Câu đầu tiên chúng ta dịch là Trung thu là cái ngày ngày lễ lớn, ngày nghỉ lễ lớn của Hàn Quốc ha. 이날은 자리를 지내기 위해 hoặc là thêm sơ cũng được mà bỏ sơ đi cũng không sao các bạn nhé. Ở đây trong trong cái đoạn đọc thì chúng ta có khi we have so. Ngữ pháp của nó là chúng ta có là khi we have so. Đó chính là động từ cộng với khi we have so. Có nghĩa là vì hoặc là để hoặc là để cho hoặc là cho ai. Nếu như mà cho ai thì đúng hơn là nó sẽ theo cấu trúc này. Ơn rơn quỳ hè. Ơn rơn quỳ hè các bạn nhé. Thì nó sẽ mang tính là cho ai hoặc là dành cho ai. Quỳ hè. Cho ai hoặc là dành cho ai. Mình ghi chữ hè đó nha. Nhưng mà tới cái nút mà mặt nguồn á, sợ bấm vào nó tắt á, khi mình tới đó cái mình không ghi nữa. Danh từ cộng với ơn rơn quỳ hè dành cho ai ha, dành cho ai. Ví dụ như là có những cái bài hát chúng ta sẽ nói là gì, đơn quỳ hè vì anh hoặc là vì em. Vì anh hoặc là vì em đó. Đơn ở đây chính là nờ rơn lắm, nờ rơn quỳ hè. Riền này là cái phần viết tắt của nờ rơn mà chúng ta đưa riền xuống dưới của nơn thôi. Của nơ thôi thì thành là nơn, chúng ta đọc là nơn ha. Nơn vì hè, vì anh hoặc là vì em đó ha. 이날은 차례 지내다 có nghĩa là gì? 차례 지내다 là trải qua cái buổi lễ mà cúng dỗ ha. 차례 cúng dỗ. 가족들이 모두 모입니다. 차례 지내기가 giống như là cái việc mà chúng ta có cái Tết Thanh Minh á, ngày 3 tháng 3 á, Tết Thanh Minh để mà đi thăm mộ này, rồi nấu những cái món ăn để mà dâng lên bàn thờ cho những cái người đã khuất tổ tiên á, của mình để mà thể hiện cái lòng tôn kính nhá. Cho nên là cái Tết Trung thu á thì mình còn mang nó còn mang một cái ý nghĩa nữa là Tết đoàn viên các bạn nhé.
Tết đoàn viên. 가족들이 모두 모입니다. 가족들이 가족들이 có nghĩa là những người trong gia đình. 가족들이 các bạn có thể là dịch là các gia đình ha, hoặc là chúng ta dịch gần nghĩa nhất là những người trong gia đình, những người trong gia đình. 모두 có nghĩa là tất cả ha, 모두 là tất cả. 모입니다. 모이다 các bạn. Đó là gì ạ? Tập trung, tập hợp lại ha. Tập trung này, tập hợp lại ha. Bây giờ mình sẽ dịch đuôi câu trước ha. Inarun có nghĩa là nhấn mạnh cái ngày này lên. Un này á được nhấn mạnh để nhấn mạnh cái ngày này lên ha. Cái ngày này thì mọi người trong gia đình hoặc là các thành viên trong gia đình tất cả tập hợp lại để mà cùng trải qua cái lễ cúng dỗ ha. Rồi. 함께 송편을 만들고 밤에는 보름달을 보고 서원을 빕니다. Rồi. 함께 là cùng nhau. 함께 với động từ có nghĩa là cùng nhau làm cái việc gì đó ha. 송편 là một cái loại bánh làm từ gạo nếp ha. Và thường là bên đó hay làm 송편 vào cái dịp là Chuseok, là Trung thu á các bạn. Thì ở đây các bạn người ta còn có thể gọi đó là bánh Trung thu ha. 함께 송편을 만들고 cô là và ha. Cùng nhau nặn bánh 송편 và ha. Rồi gì nữa? 밤에는 là vào ban đêm. Vào ban đêm thì gì ạ? 보름달. 보름달 là gì ạ? Trăng rằm. Trăng rằm mà kiểu trăng tròn to và sáng ha. Trăng mà mọc đúng vào ngày 15 của tháng 8 âm lịch ha. Đó thì 보름달 nên gọi là trăng rằm. Và thực ra những cái ngày 15 của các tháng á, nếu như mà nó tròn trịa thì chúng ta cũng có thể gọi là 보름달 được ha. Nhưng mà thường thì theo ý nghĩa của cái bài viết này á, thì chúng ta hiểu đó là trăng của ngày 15 tháng 8 âm lịch ha. 보름달을 보고, 보름달을 보고, xem hoặc là ngắm hoặc là nhìn ha, 보다 xem ngắm nhìn, ngắm trăng rằm, ngắm trăng rằm và rồi gì nữa nhỉ? 소원을 빌다. Cái từ 빌다 này á, từ gốc của nó là 빌다 nha, 리얼 là 빌다. 소원을 빌다 giống như là gì? Cầu nguyện hoặc là giống như kiểu hành động như là chúng ta xem sao băng á, thì chúng ta có cái hành động là chắp tay cầu nguyện đó. Thì ở đây 소원을 빕니다 này nó cũng mang ý nghĩa là cầu nguyện hoặc cầu mong những cái điều tốt lành ha. Hoặc là nguyện ước ha, nguyện điều gì, ước điều gì đó ha. Vậy là câu này mình sẽ dịch là chủ ngữ không có đúng không các bạn? Không có chủ ngữ, chúng ta có thể dịch là mọi người trong gia đình. Mình lấy cái chủ ngữ đó theo ý mình ha. Nếu như mà các bạn dịch một cái văn bản ra tiếng Việt đó, thì nên dịch làm sao cho có chủ ngữ ha. Mọi người trong gia đình cùng nhau làm bánh 송편 và buổi tối, vào buổi tối thì cùng nhau ngắm trăng rằm và cùng nhau nguyện ước hoặc là cùng nhau cầu nguyện những điều tốt lành ha. So won có nghĩa là mong muốn các bạn nhé. So won. 올해도 밝은 보름달이 뜨면 좋겠습니다. Chúng ta có cái từ là 보름달 뜨다 có nghĩa là mặt trăng nổi lên, mặt trăng lên, mặt trăng nổi lên ha. 보름달이 뜨다. 올해, 올해 là năm nay. Còn tô là gì? Có nghĩa là cũng ha. 밝은 밝은 là định ngữ này cộng với lại 보름달 ha, trăng rằm mà sáng trong ha. Trăng rằm mà sáng trong đó ha. 뜨면 좋겠습니다. Ngữ pháp gì ạ? Động từ hoặc tính từ kết hợp với 으면 좋겠습니다. Nếu mà năm nay trăng rằm cũng sáng trong thì tốt biết mấy.
Đây là gia đình của bạn Kim Minh Chun. À, Kim Minh Chun thì bạn ấy giới thiệu về Trung thu của người Hàn. Gia đình cùng nhau trải qua lễ cúng giỗ tổ tiên, cùng nhau nặn bánh sông Pyeon, cùng nhau ngắm trăng rằm và nguyện ước ha. Rồi, bây giờ đến Hương xem. 친구들과 함께 여름 휴가를 보내기 위해서 한달 전부터 계획을 세웠습니다. 아, 친구들과 함께, là làm gì cùng với bạn bè. 여름 휴가를 보내기 위해서 thì có nghĩa là gì? 여름 휴가 có nghĩa là kỳ nghỉ hè ha. 을 보내다 thì nghĩa là gì ạ? 을 보내다 thì nó có nghĩa là trải qua cái gì hoặc là trải nghiệm cái gì ha, hoặc dành thời gian để mà làm cái gì ha. Thì khi về hè so thì các bạn biết rồi ha, để mà ha, để mà được trải nghiệm ha cái kỳ nghỉ hè cùng với bạn bè ha. Hàn thân chân bụt thò, hàn thân chân bụt thò có nghĩa là từ một tháng trước, từ một tháng trước các bạn nha. Từ một tháng trước các bạn xem cái từ bù thơ này với lại eso á thì nó đều có nghĩa là từ đó. Chúng ta có danh từ eso, danh từ ca chi, các bạn nhớ không? Danh từ eso gì vậy? Danh từ eso và danh từ ca chi. Eso ca chi, danh từ ca chi. Còn ở đây chúng ta lại có cái từ gì bù thơ, danh từ bù thơ ha. À, thì bù thơ đến ca chi cũng được ha, nhưng mà sự khác biệt của nó là như thế nào? E sơ đến ca chi các bạn, nó dành cho cái không gian nhiều hơn. Ví dụ như từ nhà đến trường là một khoảng không gian, một cái khoảng cách nhá, nhưng mà bù thơ cho đến ca chi nó dành cho thời gian. Thời gian các bạn nhé, thời gian, một cái là dành cho thời gian, một cái là thành dành cho không gian, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đó, hàn thân chân vừa thơ, từ một tháng trước đến giờ dành cho thời gian ha. Kế hoạch cưới seo ta, chúng ta có kế hoạch cưới seo ta, cái từ seo sao đó, từ gốc của nó là seo ta nha. Kế hoạch cưới các bạn nhìn trong sách đi nha, chúng ta có từ ơn rin seo ta, xây dựng cái gì nhá, xây dựng cái gì. Kế hoạch cưới seo ta có nghĩa là xây dựng kế hoạch ha, hoặc là lập kế hoạch nha. À, tôi đã, tại vì gì, nó là quá khứ mà ha, tôi đã lập kế hoạch từ một tháng trước để mà cùng nhau trải nghiệm, cùng trải nghiệm cái chuyến cái kỳ nghỉ hè cùng với bạn bè ha. 강이나 바다로 여행을 가서 수영도 하고 친구들과 함께 이야기도 많이 할 것입니다. 강 là sông. 이나, ina, danh từ cộng với ina, danh từ cộng với ina, danh từ nếu mà đi với lại nguyên âm thì chúng ta đi với na, mà danh từ cái đi với lại phụ âm chúng ta đi với ina. Hoặc là cái này hoặc là cái kia. Kang kang ina pata nghĩa là sông hoặc là biển ha. Ro chúng ta lại có ro yohan kata, đi du lịch đến cái phương hướng nào đó ha. Ro cộng với lại cái động từ di chuyển á, nó có nghĩa là chỉ đến cái phương hướng, cái danh từ mà ở trước ro á, lúc này nó mang ý nghĩa là chỉ phương hướng. Yohan Castle là đi du lịch đến cái vùng sông hoặc là biển ha. Castle, để xem nào. So này mình chưa dịch vội nha. Chưa biết nó có nghĩa là vì hoặc là để ha. Suyang to ha ko. Chính cô tình qua hàm kể.
Suyang tô hà cô có nghĩa là vừa bơi và rồi chính của tuần qua là cùng với bạn. Yakito bạn đi hai khó xin gì ta. Như vậy là vừa bơi mà lại còn vừa trò chuyện thật nhiều cùng với bạn ha. Còn Rian Cosita này là sao? Rian Cosita là thể hiện động từ cộng với lại ư Rian Cosita đó. Nó thể hiện là gì ạ? Nó mang ý nghĩa như là dự định nhá, dự định. Dự định Cosita. Động từ cộng với Rian Cosita có nghĩa là cái dự định thôi, còn chưa chắc là họ đi 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 sông hay đi biển ha, có thể kế hoạch nó sẽ thay đổi nữa ha. Như vậy là vậy thì caso này các bạn sẽ dịch là vì hay là để ha? Vì hay là để nè. Bây giờ mình thử dịch là bọn mình đi du lịch đến sông hoặc là biển để mà vừa bơi vừa trò chuyện thật nhiều cùng với các bạn. Thấy ổn không? Ừ, nếu ổn rồi thì mình qua câu tiếp theo ha. 이번 여행이 출근하면 좋겠습니다. 이번 여행이 출근하면 좋겠습니다. 이번 여행 là gì? Cái chuyến du lịch lần này. 출근하면 출근하다 các bạn. 출근하다. 출근하다. Nếu mà kết hợp với lại ư miền, nếu mà kết hợp với lại ư miền ha, ư miền á, thì sao ạ? Nếu kết hợp với ư miền mà là tính từ bất quy tắc đối với pi up, thì khi kết hợp pi up này bỏ tà rồi đúng không? Thì pi up kết hợp với nguyên âm. Khi pi up kết hợp với nguyên âm, ở đây thì chúng ta sẽ là pi up là phụ âm đúng không? Thì nó sẽ đi với lại ư miên. Nếu như theo quy tắc bình thường nó sẽ là sơn cập ư miên đúng không? Nhưng mà quy tắc của pi up á mà gắn với cái tính từ mà có kết thúc với pi up á thì nó sẽ mất đi pi up và thêm u, thêm u nha. Xóa bớt đi, mất đi pi up và thêm u. Đợi xíu nào. Như vậy là mình sẽ bị mất đi pi up nè. Trời ơi, xóa bằng một cái ngón tay nó lâu. Mất đi pi up nè. Thêm u nè. Mà u là nguyên âm rồi thì chúng ta có cần ư nữa không? Như vậy chúng ta sẽ xóa luôn ư ha. Cho nên thành ra là nó sẽ còn là trưng cơ u miền. Các bạn hiểu chưa? 의면 좋겠습니다. Thì có nghĩa là nếu được như thế nào thì tốt. Nếu mà cái chuyến du lịch này nó thú vị thì thật là tốt. Hoặc là vui thú, 즐겁다, thú vị, thích thú. Như vậy là bạn Hương thì đã xây dựng kế hoạch từ một tháng trước để mà có thể cùng đi du lịch cùng với bạn bè vào mùa hè. Hoặc là các bạn này xây dựng kế hoạch là đến sông hoặc đến biển để vừa bơi và nói chuyện. Đó, tóm tắt nó là như vậy. Để lát nữa các bạn có đặt câu hỏi á, các bạn đỡ phải kéo lên kéo xuống nó mệt. Của phụng, phụng hoặc là phùng. 오늘은 한 그날입니다. 오늘은 hôm nay 한 그날 là gì ạ? Ngày 한 글 là ngày mà vua Sejong Đế Vương tạo nên chữ tiếng Hàn. 한 그날을 Sejong Đế Vương. Câu trước mình vừa giải thích xong thì câu sau là tới luôn này. 한 글날을 ngày 한 글 Sejong Đế Vương ý vua Sejong Đế Vương là đại hoàng á, đại hoàng á, vua lớn Đế Vương thì chúng ta gọi vua Sejong là được rồi ha. 한 글 만들 날입니다. Định ngữ nè. 한 글 만들 날 ngày tạo ra chữ tiếng Hàn ha. Mà ai tạo ra chữ tiếng Hàn? Sejong Đế Vương ha. Rồi. Ngày Hangul là ngày mà vua Sejong tạo nên chữ tiếng Hàn. Hangul을 기념하기 위해서 한국대학교에서 외국인 글쓰기 대회를 열었습니다.
Chúng ta lại có cái kiwi hay so này. Để mà làm gì ha? Để mà làm gì thì chúng ta có thể là dịch từ cái phần kiwi hay so, chúng ta dịch về trước. Để mà kỷ niệm ha, ta kỷ niệm ha, hang là để mà kỷ niệm cái ngày lễ chữ tiếng Hàn thì sao ạ? Hàn Quốc thì hát kiểu e so, e so đứng sau danh từ chỉ cái địa điểm nơi xảy ra hành động gì đó ha, ở xảy ra cái việc gì ở trường đại học Hàn Quốc nè. Quê của Kinsuki Kurinsuki Taehae-ryul Yeorasimnita. Chúng ta có từ là cái gì? Taehae Yeorasimnita, Taehae-ryul Yeorasimnita, tức là mở ra cái đại hội gì đó hoặc là cái cuộc thi gì đó ha. Quê của Kin là người nước ngoài, Kurinsuki là cái việc mà tập viết á, tập viết chữ ha. Kurinsuki theo huê các bạn có thể dịch nó là cuộc thi viết chữ ha. Cuộc thi viết chữ cho người nước ngoài, hoặc là viết chữ đây các bạn có thể hiểu là viết chữ tiếng Hàn dành cho người ở các quốc gia mà người ta không dùng tiếng Hàn như là ngôn ngữ mẹ đẻ ha. Thì ở đây là gì? Để mà kỷ niệm ngày Hangul thì ở người ta, chủ ngữ không có này, thì người ta đã tổ chức cái cuộc thi viết dành cho người nước ngoài. Các bạn hiểu chưa nhỉ? 오늘 상을 받으면 좋겠습니다. 상을 받다 có nghĩa là nhận được giải thưởng, nhận được giải thưởng. Hôm nay nếu mà mình nhận được giải thưởng thì thật là tốt. Hôm nay nếu mà mình được nhận thưởng thì thật tốt. Như vậy là bạn phụng này thì giới thiệu về ngày chữ tiếng Hàn ha, và bạn ấy là người Việt Nam và bạn ấy tham gia vào cái cuộc thi viết tiếng Hàn, và bạn ấy hy vọng được rằng mình sẽ được nhận giải ha. Hãy đọc các câu sau đây, nếu đúng với nội dung thì đánh dấu O, sai thì đánh dấu X. Kim Minjun 씨는 추석이 되면 보름달을 보고 소원을 빕니다. Anh Kim Minh Chun, Chuseok-gi Doemyeon, danh từ mà chỉ thời gian hoặc là chỉ một cái thời điểm nào đó, đi với lại ika tuê tà là có nghĩa là đến cái thời điểm nào đó. Chuseok-gi Doeta là đến Trung Thu. Nếu mà đến Trung Thu thì Boreumtareul Bogo là nhìn ngắm trăng rằm và cầu nguyện ha, hoặc là nguyện ước. Đúng hay sai? Đúng, đúng không? Hương xin 여름 Hương xin 여름 휴가를 즐겁게 보내고 싶어 합니다. Chúng ta có cái đuôi câu này. Ham니다. 싶고 싶어 합니다. Thì đây là câu giống như kiểu như là tường thuật đó. Một người này kể về cái điều mà người kia muốn đó. Thì bây giờ mình kể lại cho quyển sách này, tác giả của quyển sách kể cho người đọc biết được rằng bạn Hương là muốn trải qua cái kỳ nghỉ hè một cách vui vẻ. Chân cập kê là một cách vui vẻ ha. Chân cập kê nói chung là động từ hoặc tính từ cộng với lại shipper hamnita thì có nghĩa là dành cho ngôi thứ ba, là người được nhắc tới trong câu chuyện, kiểu tường thuật đó các bạn hiểu không? Người thứ nhất kể cho người thứ hai nghe là người thứ ba đang muốn cái gì đó, thì chúng ta sẽ dùng là go shipper hamnita đó. Như vậy là câu này đúng chứ đúng không? Bạn Hương đã lên kế hoạch rất là kỹ càng rồi, và đương nhiên là đã lên kế hoạch rồi thì ai mà chẳng muốn đi chơi vui vẻ. 품신은 한 그날의 여린 코린스키 대회에서 상을 받았습니다. Câu này mới đọc sai là thấy sai rồi đó. Anh Phụng thì sao? Anh Phụng gì đó ha? 한 그날 여린 코린스키 대회에서 là làm gì?
상을 받았습니다. Đã giành được giải thưởng ở cái cuộc thi viết tiếng Hàn được mở ra vào ngày Hankul. Yolin có nghĩa là được mở ra nhé. Yolin, mà lại còn E Yolin là được mở ra ở đâu đó. Danh từ E cộng với Yolin kìa. Thì được mở ra, cái gì được mở ra ở đâu đó ha? Chưa mà, anh này còn chưa thi mà ha. Anh này còn chưa thi mà. Cái câu bài số 2, hãy viết tóm lược câu chuyện của ba người trên và bạn sau, các bạn tự làm nhé. Mình chỉ trả lời mấy câu XOOX này thôi nhé. Rồi. Mình xong cái bài viết này rồi. Các bạn nhớ nhấn nút theo dõi để theo nhiều bài học hay của mình ở phía sau nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài, và mình cũng xin cảm ơn các bạn đã nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và mình sẽ tiếp tục thực hiện các video tiếp theo dành cho các bạn, nên các bạn hãy mong chờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.